Nếu như các con coi thường việc học giáo lý mai mốt
các con sẽ trở nên những người cha người mẹ, những linh mục, những tu sĩ kém cỏi. Là một người dẫn đường mà không biết đường thì dẫn người ta đi lạc. Một thầy thuốc mà cho thuốc mà không đúng bài, đúng cách, đúng kiểu thì không cứu được ta mà còn gây hại cho người ta nữa. Vì thế cái việc gọi là học giáo lý là cái việc không phải là việc nhỏ đâu, nhưng mà nó giúp định hình cho tất cả mọi người chúng ta, cách riêng là với những người mang một trọng trách trong mình, là các linh mục, các tu sĩ, rồi các gia trưởng, các thiền mẫu, rồi các trưởng hội đoàn vân vân. Là các con đừng bảo đó là chuyện của người lớn, mai mốt các con cũng là người lớn mà. Vậy thì ngay từ bây giờ các con sẽ học giáo lý cho chuyên nhân. Là phải lưu ý một điều, giáo lý không phải là cái kiến thức biết cái này biết cái kia, nhưng mà giáo lý đó là cái cuộc sống. Làm sao là sống làm sao cho đẹp lòng Chúa. Các con đang ở trong đoàn thiếu nhi thánh thể, vậy thì khi biết đây đó là cho thấy được cái giáo lý các con cần phải học về đứng, đó là đến với Chúa thánh thể phải siêng năng đi tham dự thánh lễ, phải siêng năng rước lễ. Rồi ngoài ra khi mà các con trong cuộc sống của mình thì đưa cái giáo lý đưa mười điều răn đó ra áp dụng và trong đời sống của mình. Là một em thiếu nhi mà chịu khó chuyên chăm học giáo lý thì đừng quên vì học giáo lý không phải ở trong các cái lớp giáo lý mà trong cuộc sống hàng ngày. Và đây không phải là cái điều mà thiếu nhi học, mà kính thưa quý ông bà và anh chị em, tất cả chúng ta là những người đã học rồi, nhưng mà còn phải học, học mãi cho đến suốt đời. Cái điều cốt yếu để Phêrô được làm đứng đầu giáo hội đó là có hai. Thứ nhất là Phêrô tuyên xưng Đức Kitô là con Thi Chúa hằng sống. Và cái điều thứ hai là trước khi trao trách nhiệm cho Phêrô thì Chúa hỏi Phêrô ba lần, con có yêu mến thầy hơn tất cả những người này, những chuyện này không? Cả ba lần Phêrô xác nhận con yêu mến thầy. Và như vậy giáo lý không phải là cái kiến thức mà nó là cuộc sống. Cụ thể thì tất cả chúng ta đều sống cái lời Chúa dạy. Có một cái điều có thể nói được là giáo lý trong cuộc sống, mà nhiều khi chúng ta học giáo lý thì giỏi nhưng mà sống thì lại không sướng. Người ta cứ giấu thầy mà nhận biết các con là môn đệ của thầy, là các con yêu thương nhau. Và đúng là như vậy, chứ như các con thân mến, các con có được điểm người về giáo lý mà các con lại gây lộn cãi nhau đánh nhau thì kể như là các con điểm giáo lý trong cuộc sống là chưa đủ. Đừng giáo hội thánh giáo hoàng yêu thứ người đã nói cái điều làm cho giáo hội bị sát hại nghiêm trọng và sâu xa, đó là cái việc mua nước về giáo lý. Chúng ta nhân lễ tạ ơn Chúa đã chỉ cho chúng ta con đường để đi, con đường để sống, và xin cho mỗi một người chúng ta áp dụng giáo lý vào cuộc sống của người của mình đơn giản lắm. Trong mọi tư tưởng, mọi lời nói, mọi việc làm, chỉ cần hỏi chính mình, Chúa muốn tôi làm gì và làm theo như vậy, thì lúc đó chúng ta mạnh, gia đình chúng ta mạnh, hội đoàn chúng ta mạnh, và cả giáo hội cũng được lớn mạnh.